Dự báo thời tiết đêm 29 và ngày 30 tháng 4 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.